Chào mừng quý vị khán giả đang theo dõi chương trình diễn đàn CEO của truyền hình VITV. Thưa quý vị, ngày nay thì nhu cầu sử dụng sản phẩm sạch có nguồn gốc từ thiên nhiên ngày càng trở nên phổ biến, có cầu tức có cung. Những tưởng nhu cầu ngày càng cao thì việc cung cấp sẽ thuận lợi hơn rất nhiều, nhưng thực tế thì không như lý thuyết, thưa quý vị. Và câu chuyện của CEO Võ Thanh, giám đốc công ty Bồ Kết An Nhiên mà chúng tôi sẽ gửi đến quý vị trong chương trình tuần này là một ví dụ về những khó khăn và thách thức mà người kinh doanh sản phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên gặp phải. Quý vị đang theo dõi chương trình diễn đàn CEO được phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình VITV và tôi là Hoàng Phi. Gần gũi, chân thành và nhiệt tình là những gì chúng tôi cảm nhận được khi có cuộc trò chuyện với anh Võ Thanh. Công ty An Nhiên của anh hiện là một trong những đơn vị sản xuất dầu gội từ trái bồ kết hoàn toàn không pha thêm bất kỳ hóa chất nào. Anh đến với lĩnh vực kinh doanh này rất tự nhiên như sản phẩm của An Nhiên. Xuất phát từ nhu cầu của chính mình và những người thân khi muốn tìm một loại dầu gội trị rụng tóc. Theo kinh nghiệm dân gian, anh tìm đến trái bồ kết. Từ thực tiễn của bản thân, anh giới thiệu bạn bè. Qua một thời gian, anh nhận thấy nhu cầu sử dụng trái bồ kết của người Việt Nam còn rất cao, nhưng do quy trình sử dụng mất nhiều thời gian nên không còn được phổ biến như ngày xưa. Cũng chính vì vậy, anh đã dấn thân vào con đường chinh phục cây bồ kết. Quyết định này của anh đã làm cho người thân và bạn bè bị sốc, bởi công việc của anh đang ổn định, thu nhập cao, nhưng giờ lại bỏ hết và làm lại từ đầu, với một kế hoạch mà không biết phần thắng là bao nhiêu. Nhưng không ai hiểu anh bằng chính bản thân anh. Anh biết mình muốn gì và niềm vui của mình là gì. Với anh, sự hài lòng của mỗi khách hàng là một phần thưởng lớn. Bởi để có được nụ cười hay cái gật đầu của người tiêu dùng là kết quả của chuỗi ngày dài tìm tòi, mày mò công thức sản xuất, những đêm không ngủ vì bài toán đầu ra, sự nhập nhằn thật giả trên thị trường, những khó khăn khi bắt tay vào công việc sản xuất trái bồ kết một cách quy mô, bài bản, đôi khi vượt ra ngoài tầm kiểm soát của anh. Nhưng trên hết là tinh thần mang đến giá trị thật sự cho người tiêu dùng. Anh vẫn kiên trì và tiếp tục bước đi trên con đường mình đã chọn. Xin được giới thiệu với tất cả quý vị khán giả nhân vật của chương trình diễn đàn CEO ngày hôm nay, anh Võ Thanh, giám đốc công ty Bồ Kết An Nhiên. Ngày hôm nay thì thay mặt những người thực hiện chương trình, chúng tôi cảm ơn anh đã nhận lời mời tham gia chương trình diễn đàn CEO trên VITV ạ. Mình xin chào anh Quang Phi. Mình xin chào quý vị xem đài. Thưa anh, theo một đoạn clip chúng tôi vừa theo dõi thì chúng tôi được biết là anh chọn một ngã rẽ khá bất ngờ. Vậy thì lúc đó cảm giác của anh như thế nào ạ? Mình chọn cái ngã rẽ, khi mình chọn ngã rẽ thì trước đó nó có một cái giai đoạn là mình cảm giác nó, cái công việc của mình nó hơi bị nhàm chán, công việc nó lặp đi lặp lại, cái công việc nó mang lại một cái ý nghĩa mà bản thân cá nhân mình cảm thấy nó không vui trên cái ý nghĩa của công việc. Thì mình bắt đầu mình nghĩ tới việc là chọn một cái ngã rẽ khác. Khi anh bắt đầu thành lập công ty thì anh nhận được cái sự phản đối của rất nhiều người, kể cả những người thân của mình nữa. Thì sao mà mọi người phản đối anh hay không ạ? Người ta nói rằng những cái người lãnh đạo thì thường cô đơn nơi chốn đông người. Thì những cái quyết định của mình thì bị nhiều người không đồng tình, thậm chí là phản đối. Thì mình cũng đơn giản dễ hiểu là những người thân của mình thì sợ nó rơi ra ngoài cái khoảng an toàn, nó không được an toàn. Khi mình vào kinh doanh cái lĩnh vực đó thì nó quá mới mẻ. Và khi mình qua một cái ngã rẽ mới á, thì cái chi phí cơ hội khi mình chọn cái ngành ngã rẽ thì nó quá cao để mình làm những công việc khác. Và cái sợ là sợ thất bại. Tại vì cái ngã rẽ của mình nó cũng quá mới. Và nhiều người đã thất bại trên cái sản phẩm này. Ai là những người phản đối anh nhiều nhất ạ? Rất là nhiều người phản đối, những người càng thân á, thì phản đối càng nhiều. Và ví dụ như mẹ của mình đang kinh doanh một cái ngành rất là sang trọng, nhìn vào rất là gọi là đẳng cấp, có vị trí trong xã hội, mà khi mình qua một cái ngã rẽ là phải mèn mò đi làm từ đầu vậy, thì hầu như là mẹ mình không muốn nhìn mặt đứa con nữa. Rất là căng thẳng, tại vì mẹ mình còn cái nhiều người nhìn vào cái đứa con mẹ mình, thì mình cũng hiểu bị tác động bên ngoài rất là nhiều, người này nói này, người kia nói kia. Khi mà đang làm ăn một cái
cái tiệm một cá ngơi vậy. Bây giờ mình qua những cái mèn mò vậy thì cũng nhiều cái tác động bên ngoài, và mẹ mình cũng rất buồn, và mình rất hiểu cái chuyện đó. Vậy thì lúc đó anh xử lý cái vấn đề đó như thế nào ạ? Mình cứ tâm niệm là một ngày nào đó thì mẹ mình sẽ thấy cái thành quả, sẽ thấy cái niềm vui trong cái công việc mình làm. Mình cứ hy vọng là thời gian này thì sẽ chứng minh, sẽ đem lại được cái niềm vui cho mẹ mình thôi, chứ mình cũng không thể giải thích được. Tại vì cái đó nó quá rõ ràng, là hai cái hình ảnh nó quá chênh lệch nhau, hai hình ảnh nó quá khác biệt nhau. Thì mình chỉ hy vọng và hy vọng với thời gian. Chúng tôi hỏi thật là ở cái thời điểm đó thì anh tự tin được bao nhiêu phần trăm về sự thành công của cái công việc mới của mình ạ? Thưa với anh Hoàng Phi là nếu mà cái thành công về lợi nhuận, về thành công về cái tiền bạc thì mình không 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 hy vọng nhiều, mà và mình cũng không nghĩ tới cái việc đó nhiều, không nghĩ tới cái sự thành công về lợi nhuận, về tiền bạc. Nhưng mà mình cảm giác là mình sẽ làm được, mình sẽ rất vui trong cái việc mình làm, cái việc làm mình cảm thấy nó có cái ý nghĩa. Và cái quan trọng nhất là mình có cái đam mê, đam mê trong cái công việc này. Mình vui từng cái niềm vui nhỏ 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 trong cái quãng đường mình làm. Như vậy thì khi mà có quá nhiều người phản đối anh, và đặc biệt là những người thân nhất của mình là phản đối nữa, lúc đó ý chí của anh có lung lay khi mình bắt đầu khởi nghiệp hay không? Dạ không anh. Mình trước cái sự phản đối đó thì mình nhiều khi mình cảm thấy là mình tự tin hơn. Vì trong kinh doanh có một cuốn sách là khác biệt hay là chết. Mà anh khác biệt thì nó sẽ không, thường nó không có trùng với suy nghĩ với nhiều người. Thì mình cái đó thì một là hướng mới thì mình đi tiên phong, thì nó có những cái mà ưu điểm cho mình. Như thế thì cái khoảng thời gian của anh bắt đầu chuyển hướng sang một ngành nghề khác là khoảng thời gian khi nào ạ? Và anh tiêu tốn khoảng thời gian bao lâu, cũng như là tiền bạc của mình như thế nào để mình bắt đầu một cái công việc mới, một ngã rẽ mới như thế này? Trước khi mình ngã rẽ qua cái mình làm cái sản phẩm bồ kết thì mình có kinh doanh vàng bạc, mình đang kinh doanh tiệm vàng. Như lúc đầu mình cũng chia sẻ với Hoàng Phi là cái công việc đó mình cảm giác mình không vui trên nhìn, khi nhìn từng cái món nữ trang nữa. Mình cảm thấy là không vui trên những cái đồng tiền lợi nhuận mà từ tiền vàng đã đẻ ra. Tại lúc đó mình cũng chưa có gia đình, từ sáng đến tối thì mình cứ quanh quẩn ở trong cái tiền vàng đó và mình làm, thì có một cái cảm giác mà mình rất là khó chia sẻ với ai. Tức là có cảm giác là mình cảm thấy bị dư tiền, cái đồng tiền nó cảm thấy nó không mang lại cái niềm vui, không mang lại cái lợi ích của mình. Tại vì từ sáng đến tối mình ở trong tiệm đó thì mình thấy nó không biết xài tiền vào cái khoản gì. Thì mình cảm giác rồi cái công việc hàng ngày nó cũng không mang lại cái ý nghĩa mà mình mong muốn. Thì bắt đầu mình rẽ qua cái này. Như vậy thì ở những ngày đầu khi anh bắt đầu một ngã rẽ mới như thế này, với lĩnh vực hoàn toàn mới và sản phẩm là sản phẩm rất đặc biệt nữa, thì mọi chuyện có suôn sẻ hay không anh? Mình lúc mình bắt đầu thì nó cũng từ dần, và đương nhiên là công việc đó không như mình nghĩ, không như mình mong muốn. Mình cứ nghĩ nó là một sản phẩm từ ngàn xưa người ta đã xài, người ta đã dùng, ông bà mình đã dùng, thì mình quá rất là đơn giản nhẹ nhàng. Nhưng mà khi mà vào thì nó gặp rất là nhiều cái khó khăn. Thì khoảng thời gian mà mình đưa, từ cái thời gian mình nghiên cứu đến khi mà đưa ra thị trường thì cũng khoảng 4 năm để mình đưa ra được cái sản phẩm ra thị trường. Như vậy thì những cái khó khăn những ngày đầu anh gặp phải cụ thể nó như thế nào ạ? Cái khó khăn ví dụ là về cái làm cái sản phẩm bồ kết. Nó có, mình chưa có một cái tài liệu nào hay là một cái trường lớp nào mà dạy làm cái bồ kết hết. Tự mình phải mày mò. Mình phải nướng từng trái bồ kết ngày này. Mình phải tìm hiểu từng cái nguồn giống, rồi cái nguồn nguyên liệu. Rồi khi mà nghe ở đâu mà có người rành về cái trái bồ kết, hiểu biết gì cái là mình đi đến. Thậm chí là miền Trung, miền Bắc. Khi nghe thông tin là họ rành thì mình sẽ đi đến với họ và mình chia sẻ cái khát khao của mình. Và mình đi cái thời gian giá thì 3-4 năm trời, cũng như là xách ba lô lên đường rất là nhiều. Cứ nghe thông tin là đi, nghe thông tin là đi. Thì để mình mỗi lần đi thì mình về mình làm.
đi thì về làm theo cái ý kiến của người này, đi về làm theo ý kiến của người ta, và hầu như làm rồi đổ, rồi hàng ngày là mình cứ đang nướng rồi nấu rồi đổ, đang nướng nấu rồi đổ, rất dễ nản chí. Chi phí thì mình đặt vấn đề với người ta là mình sẽ bây giờ con muốn phát triển sản phẩm này, con muốn kinh doanh cái sản phẩm này, nếu mà cô chú mà chia sẻ cho con được thì con cảm ơn, còn nếu mà trả bằng tiền thì con cũng sẵn sàng trả bằng tiền. Thì có nhiều lần, khoảng 2 lần là một chai vừa kết khoảng nửa lít mà mình mua một chai 5 triệu và một chai 7 triệu. Khi mình đặt vấn đề á, thì họ nói là họ làm được. Họ làm được một cái sản phẩm như cái yêu cầu của mình và trả tiền. Thì mình cũng rất là vui vẻ, rất sẵn sàng. Nhưng mà khi về mình đem qua bên khoa học test thì nó lại không đạt. Thì cũng như là lại bỏ. Nhưng mà cũng gặp trên cái con đường mình tìm hiểu, mình gặp những người họ... Họ, họ họ hiểu được cái khát khao của mình. Người ta không có lấy tiền lấy bạc, thậm chí người ta còn tặng quà tặng cho mình. Và hiện nay thì những cái người đó họ vẫn còn liên lạc, họ lâu lâu họ gửi những món quà quê rất là chân tình, rất là ý nghĩa. Khi mà mình nhận được món quà thì mình rất là xúc động. Không những họ là không lấy tiền lấy phí của mình mà họ còn tặng mình này tặng kia, mà họ động viên mình, họ khuyến khích mình nên làm cái sản phẩm này. Thì đó là mình nhận được những cái niềm vui đó, thì để nó thôi thúc mình càng dấn thân vào con đường này hơn. Như vậy thì suốt cái quá trình đó, cái những cái chi phí anh lấy từ đâu và để chi cho những cái việc như thế, anh đi tìm hiểu về cái sản phẩm này? Chi phí thì nó bước đầu là thời gian đầu mình chỉ tập trung mình nghiên cứu, mình sản xuất cái bộ kết, thì có một thời gian nó bị vốn tiền nó bị đứt. Tức là khi mà mình kinh doanh vàng bạc á, thì mình nghĩ thì đủ mua một căn nhà và lập gia đình thì nó hết. Thì lúc đó mình mới nghĩ tới cái việc là cái việc này nó rất là lâu dài, cho nên mình phải xin đi làm thuê cho những cái công ty, vừa làm vừa nghiên cứu sản phẩm mình, vừa làm nghiên cứu sản phẩm mình với những cái công việc là thường đi, những công việc kinh doanh, những công việc hay đi thị trường, để nó phù hợp với cái mình nghiên cứu là mình hay đi. Mình thường đi để gặp những người mà họ hiểu về sản phẩm, rành về sản phẩm, đã từng xài sản phẩm, để mình đều tán gặp. Cho nên là mình phải đi xin vào một công việc làm thuê cho những công ty để mình duy trì cái sản phẩm này. Ở cái một thời điểm là anh bắt đầu khởi nghiệp, là anh trước đó là anh đã là ông chủ rồi, rồi anh sang một ngã rẽ khác, mình vẫn là ông chủ, rồi đến khi mà hết vốn mình lại đi làm công, vậy thì lúc đó anh nghĩ ra làm sao? Cái thời gian mà bắt đầu mình đi làm công á, thì cái thời gian đó mình ý thức được cái gì gọi là cái giá trị căn cơ, ý thức được cái nào là cái giá trị. Lúc đó có thể là mình gọi là không sống ảo nữa, mình sống rất là thật, tức là mình sống nó có mục đích. Khi mình nhìn cái mục đích của mình á, thì mình sẽ bỏ qua những cái tác động bên ngoài để mình đi tới cái mục tiêu cuối cùng của mình. Cho nên lúc đó mình cảm thấy là mình nó cũng cứng cáp so với là những lúc trước. Những cái lúc trước thì mình bị tự ái, rồi mình bị tự ti, mặc cảm. Nhưng mà khi mà mình có một cái lý tưởng, khi có một cái mục tiêu mình đặt ra rõ ràng thì mình gạt những cái đó qua được để mình tiếp tục mình đi. Với một cái phương châm đó chính là chậm mà chắc, đúng không ạ? Vậy thì anh nghĩ như thế nào giữa cái thị trường biến động như thế này mà mình với phương châm đó thì mình có trụ được hay không? Khi mình đi chơi với con mình á, thì con mình rất là thích thả diều. Mình hay nhìn vào cái sợi dây diều của anh Quang Phi. Mình nghĩ tới nhiều vấn đề. Cái sợi dây diều giống như là một cái sợi dây nối lại cái tiềm thức, nối lại cái gốc, cái nguyên căn của cái con diều. Và có một cái mà mình suy nghĩ là liên quan tới cái câu hỏi của Hoàng Phi là mình hình dung nếu mà cái dây diều đó là cái dây mà nó gạch lại cái con diều, nếu mà không có dây diều đó thì nó sẽ bay cao hơn và xa hơn. Nhưng mà mình nghĩ nếu mà mình cắt cái sợi dây diều đó thì con diều nó sẽ mất phương hướng và thậm chí là không thể bay cao và xa hơn nữa. Thành ra những cái mà cái chậm, mình cứ hình dung để mình khi mà mình hoạt động kinh doanh thì mình hay nghĩ tới cái hình ảnh cái dây diều. Tức là mình cứ nghĩ là mình cắt cái dây diều đi thì nó sẽ bay cao bay xa hơn, nhưng mà thực tế nó không phải. Chính vì vậy cho nên mình chọn con đường là nó chậm, nhưng mà mình đi tới đâu thì nó đúng tới đó, không có phải làm lại từ đầu, không phải quay lại. Anh gặp những cái khó khăn như thế nào về vấn đề thị trường của những sản phẩm này ạ? Về người tiêu dùng á, về người tiêu dùng thì mình phải phân ra hai dạng người tiêu dùng.
Một là họ cảm thấy rất là vui khi mà họ tìm được một cái sản phẩm mà giống như họ từ lâu họ tìm mà chưa thấy. Còn một cái đối tượng khách hàng thứ hai là người ta không tin vào cái sản phẩm mà là mình làm từ cái trái bồ kết. Người ta đã mất niềm tin từ đâu đó, và mình rất là cảm thông với cái việc đó. Họ nghĩ là mình không phải, cái sản phẩm này không phải làm từ cái trái bồ kết, và rút kinh nghiệm từ những cái bài học trước thì mình cũng rất là điềm đạm để mình phải giải thích. Và khi mình biết được là nhiều người không tin cái sản phẩm mình làm từ cái trái bồ kết thì mình mới bắt đầu mình có cái phương hướng là mình đi trực tiếp với cái người tiêu dùng qua cái kênh là hội chợ hay là qua kênh spa để mà được có cơ hội là khách hàng tương tác trực tiếp với cái sản phẩm của mình. Khi mà khách hàng không tin thì khách hàng phải mở ra rồi cho họ ngửi, phải dùng thử, và những cái việc này nó rất là tốn thời gian, rất là khó khăn, để cho người ta mua được cái sản phẩm đầu tiên rất là khó khăn. Hầu hết này là người ta khi mà hầu hết khách hàng mua cái dùng cái sản phẩm đầu tiên rồi thì người ta lại bắt đầu họ quay lại với mình, họ quay lại họ mua sản phẩm và mình rất là vui. Nó khuây khỏa bớt những cái khó khăn, những cái mà mình quyết tâm mình chinh phục khách hàng, mình bày tỏ với khách hàng. Và cái khó khăn thứ hai nữa đó là cái tên An Nhiên, một cái sản phẩm nước bột cát An Nhiên hầu như là rất là xa lạ, người ta đã chưa từng biết tới cái sản phẩm, và người ta cũng thì người ta chưa biết thì người ta chưa tin. Rồi trong khi cái thương hiệu của mình thì nó chưa có, không ai biết, thì đi vô cái hệ thống đại lý cũng bị lắc đầu rất là nhiều. Tại vì họ không biết là cái sản phẩm này họ có bán được không, lấy về rồi trong khi cái thời hạn sử dụng thì nó lại ngắn. Người ta hầu như là bước đầu người ta đều từ chối. Rồi cái bên cạnh đó về về những cái công ty đi trước thì về cái ngành quá mỹ phẩm thì những cái thương hiệu rất là lớn, và người ta hầu như là cái độ phủ họ lấp đầy hết thị trường. Và cái khó khăn của mình là mình chỉ đi vào một cái góc rất là nhỏ, một cái nếp góc mà những cái công ty về quá mỹ phẩm người ta bị bỏ rơi. Những cái khách, một số cái nhóm khách hàng, một cái nhóm thị trường mà bị khách hàng bỏ rơi thì mình chỉ có phục vụ tốt cái một cái góc nhỏ đó thôi. Nếu mà ở cái thời điểm đó anh có suy nghĩ là mình sẽ không làm sản phẩm bồ kết nữa mà mình trở về mình tiếp tục làm cái ngành ban đầu của mình là về kim hoàng hay không ạ? Thực sự thì tới giờ này á, không biết về sau thì sao, nhưng mà tới giờ này mình chưa, bây giờ mình nghĩ là mình quay lại với cái nghề kinh doanh tiệm vàng. Mà mình hiện nay mình chỉ có mục tiêu duy nhất là chỉ có cái sản phẩm về nước bồ kết của mình. Sau khi tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh, anh Võ Thanh đã trải qua nhiều ngành nghề khác nhau. Vất vả có, thuận lợi có. Giai đoạn anh kiếm được nhiều tiền nhất, nhưng lại là giai đoạn anh cảm thấy mình mất phương hướng nhất. Sau thời gian đi làm tiếp thị cho những nhãn hàng khác nhau, anh chuyển sang kinh doanh vàng. Công việc ngày càng phát triển, nguồn thu ổn định ở mức cao, nhưng bản thân anh không cảm thấy đam mê với công việc này. Công việc lặp lại mỗi ngày khiến anh càng lúc càng thấy nhàm chán và muốn làm được chính điều mình thực sự yêu thích. Anh tìm thấy niềm vui của mình với những trái bồ kết hơn là với những món nữ trang. Từ một ông chủ quản lý những thỏi vàng lấp lánh, giờ anh cũng là ông chủ nhưng với những trái bồ kết đen xù xì. Hai hình ảnh đối lập này đã khiến không ít người cho rằng anh kinh doanh vàng là không thành công, lỗ lã nên đã đành chuyển qua làm bồ kết. Nhưng với anh, đây thực sự là đam mê, là lẽ sống của mình. Sau hơn 3 năm đi vào hoạt động chính thức, sản phẩm của An Nhiên đã có mặt trên nhiều tỉnh thành. Không những thế, anh có những đơn hàng xuất khẩu đều đặn sang Nhật. Đây là những thành công bước đầu để giúp anh có động lực chinh phục những thử thách khó hơn đang chờ phía trước. Thưa anh, chúng ta tiếp tục với câu chuyện ngày hôm nay. Đã trải qua rất là nhiều công việc, làm ông chủ rồi lại đi làm công rồi trở lại là ông chủ tiếp tục cho đến bây giờ, thì anh có một cái bài học nào mà gọi là để đời để mình nhớ hoài mình không quên không ạ? Nhiều khi cái những việc nó
cụ thể thì nó có thể là nó phù hợp với mình, thất bại với mình, nhưng mà đối với người khác họ không cho đó là thất bại. Nhưng mà nó có, đối với mình thì thất bại nó chỉ hai, nó rơi vào cá nhân mình thì nó rơi vào hai điều. Một là mình khi mình giống như mình nhìn một cái mục tiêu bên kia đường á, cái là mình cứ đăm đăm nhìn mục tiêu bên kia đường rồi mình qua đường thì xe nó đụng giữa đường, tức là mình không nhìn những cái mục tiêu ngắn mà mình cứ nhìn mục tiêu dài thì nó sẽ gãy ở trên con đường mình đi. Ngược lại có một cái mà mình bị thất bại là cũng giống như là bộ phim Thằng Bờm, khi mà ảnh chặt trái về để ảnh trồng dòng mướp thì ảnh vác trái về thì cái cây mướp nó bị vướng, thì ảnh lại chặt cây mướp đi để anh đưa được cái trái vô. Tức là cái thất bại mình không nhìn cái mục tiêu xa mà mình chỉ nhìn cái mục tiêu gần, mình chỉ nhìn cái phương tiện, mình cho cái phương tiện đó là mục tiêu rồi mình lại cái mục tiêu nó bị gãy đi thì mình cũng rơi vào những cái thất bại của mình. Như vậy thì những cái kinh nghiệm đó nó có hỗ trợ gì trong trong cái việc kinh doanh của anh ạ? Hỗ trợ rất nhiều. Cụ thể đó làm sao ạ? Ví dụ như nãy mình có chia sẻ với Hoàng Phi á, là mình phương châm của mình là đi chậm mà nó chắc. Tức là mình mục tiêu mình có đạt đó, nhưng mà mình cũng phải trên cái con đường mình đi thì mình nhìn những cái yếu tố gần để mình đi được cái con đường mình đi. Ví dụ như cụ thể là khi mình kinh doanh tiệm vàng á, mình mới vào kinh doanh tiệm mình mới thì mình làm cái vàng nó rất là đúng tuổi. Ví dụ như là vàng 4 số 9 thì mình làm 4 số 9, vàng 7 tuổi thì mình làm 7 tuổi, và mình cảm thấy rất là tự tin trên cái sản phẩm của mình. Rồi câu chuyện nó bắt đầu nó phát sinh khi những khách hàng họ vào tiệm mình họ mua hàng. Thì khách hàng thì người ta không có cân đong đó đếm được cái tuổi vàng. Thì người ta bắt đầu so sánh, người ta nói là vàng thấp tuổi, vàng cao tuổi, tiệm kia vàng cao tuổi, thì lúc đó mình rất là bức xúc. Thì mình lại nổi giận. Mà khi mình nổi giận mà mình không có giải thích cho khách hàng nghe, mình không có thuyết phục khách hàng, mình chỉ biết nổi giận để mà rửa cái tâu của mình, thì khách hàng họ, ngày một họ bỏ đi, trong khi cái sản phẩm mình làm rất là tốt. Thì nó cũng là một bài học mà khoảng hơn một năm sau thì mình mới phát hiện ra và mình tự điều chỉnh lại cái bản thân mình, là mình phải làm sao để khách hàng họ thực sự họ hiểu. Có một câu chuyện mà nó cũng rất là xúc động, khi mà trên trên một cái chiếc xe buýt, thì hôm đó đi xe buýt thì có hai đứa nhóc nó khoảng 6-7 tuổi, nó lên xe buýt, nó người cha dẫn lên xe buýt đi xe buýt, nó quậy phá rất là nghịch ngợm, và người khác, những người trên xe buýt họ rất là khó chịu, và dần dần thì người ta bức xúc và chịu không nổi thì người ta bắt đầu la đứa bé, rồi đứa bé nó vẫn quậy, nó vẫn phá, thì người ta mới la ông bố đó. Thì ông bố quay lại và nói một cái khuôn mặt rất là buồn là mẹ nó mới mất tuần trước, bây giờ con cũng biết sao, nó vui thì để nó vui thôi. Thì trên xe buýt lúc đó mọi người là bắt đầu quay lại từ cái thái độ ghét sang cái thái độ là thương yêu và tạo điều kiện cho anh quậy anh phá nữa. Thì giống như cái việc mình mới suy nghĩ lại cái việc của mình là có thể công việc mình kinh doanh là làm sao khách hàng họ hiểu được, làm sao họ, chứ sản phẩm mình là nó tốt vậy đó, nhưng mà mình cứ mình lo mình rửa cái tâu của mình, mình cứ khẳng định mình, thì ngày một ngày hai thì người khách hàng họ sẽ bỏ mình và ra đi, và mình có không có cơ hội để mà bày tỏ lại với khách hàng. Dạ. Thưa anh, theo chúng tôi được biết thì anh là một người rất là thích đi đây đi đó. Vậy thì trong những cái lần đi như thế thì anh có học được những bài học kinh nghiệm như thế nào ạ? Thực sự cái sản phẩm của mình mà để cho nó hoàn thành đến ngày hôm nay là cũng từ trên đường đi. Mình phải đi từ nơi này đến kia, mình góp nhặt tất cả là phải đi từ tỉnh này, vùng khác. Để nó nhiều người góp vô, mỗi người góp một ý để nó ra một cái sản phẩm nó hoàn chỉnh. Và trên đường đi thì nó góp cho mình cái là mình cảm thấy mình gặp được nhiều người ở nhiều cái vùng miền,
mình gặp được nhiều cái hoàn cảnh. Thì khi mà mình làm công việc thì mình có một cái nhìn nó rộng hơn, nó không có cục bộ, nó tổng quát hơn. Mình đi miền Trung, mình đi miền Bắc thì cái hình ảnh của người miền Bắc, cái cách của người miền Bắc mua hàng nó khác, cách người miền Trung mua hàng khác, cách người miền Tây mua hàng nó khác. Và cái việc đó nó rất là tốt cho mình phát triển cái sản phẩm của mình tùy cái vùng miền. Rồi nó mình gặp được nhiều người, mình đi nhiều thì gặp nhiều người với nhiều cái đạo khác nhau, người đạo Phật, người thì Cao Đài, gặp người thì bên Thiên Chúa, thì nó có nhiều cái góc cạnh và nó khác nhau, nó rất là hay để mình học được. Và những cái việc đó thì làm cho con người mình nó đối đầu với những khó khăn tốt hơn, khả năng chống cự của mình là tốt hơn, mình giảm về áp lực, giảm stress, và mình ít bị cái nhân tố bên ngoài nó tác động vào mình. Thưa anh đã dấn thân vào cây bồ kết, đã sống với nó và đã xác định là nghiệp. Vậy thì anh có những cái cách như thế nào, cũng như là anh sẽ làm những cái việc gì để có thể phát huy tốt hơn nữa giá trị của cây bồ kết trong tương lai ạ? Thì mình khi mà bắt đầu vào công việc này mình đã xác định từ ngày đầu à, tức là mình muốn có một cái sản phẩm mà nó tốt, thì một sản phẩm nó sạch thì trước tiên là cái mình phải đi từ cái tâm mình là sạch. Giống như là có một cái bài học mà từ khi mà mầm non đã học mà bây giờ mình bắt đầu quay lại học lại là mẹ ơi cô dạy phải giữ sạch đôi tay, bàn tay mà giữ bẩn sạch lại sẵn cho ngay. Tức là có thể là trong cuốn sách đó nó có những trang sách bị bẩn, nhưng mà với bàn tay sạch thì bị lâu bị dài nó sẽ được sạch. Còn với đôi bàn tay sạch, mình cố mình làm cho nó sạch, mình cố mình làm cho những trang đó sạch thì nó lại càng dơ hơn nữa, càng bẩn hơn nữa. Ví dụ như mình nhìn hình ảnh mà chú khỉ mà khi mà bắt chước những cái hành động của con người thì mình thấy chú khỉ nó là càng giống chú khỉ hơn nữa. Cho nên mình phải có cái tâm sạch thì để bề lâu bề dài thì những cái sản phẩm mình nó sẽ sạch. Và cái hiện nay á, cái về nghiên cứu về sản phẩm trái bồ kết thì rất là ít. Và cái bước đầu tiên của mình là bây giờ mình trồng trước, mình trồng để mình ổn định cái chất lượng. Tại vì cái chất lượng mà khi mà Hoàng Phi biết cái mỗi cây bồ kết nó mỗi vùng miền khác nhau là nó cho những cái chất lượng khác nhau, nó cho cái màu khác nhau, cho cái sao uyên khác nhau. Thì cái mà hơn nữa là mình làm thủ công thì nó khó là đồng bộ về sản phẩm. Có thể là sản phẩm trước nó khác, sản phẩm sau khác, thì người tiêu dùng nhìn vô sẽ nghĩ là cái chất lượng nó khác. Và để mà đồng bộ thì mình phải cái nguồn nguyên liệu nó phải thống nhất, là mình muốn trồng. Và trong lúc trồng cái bồ kết á, thì mình muốn là nhiều bạn cùng với mình, nhiều bạn sinh viên hay là những người bạn có tâm huyết với mình về cái bồ kết rồi nghiên cứu thêm về cái bồ kết, nghiên cứu trồng làm sao để cho có lượng sao bi nhiều hơn, làm sao để mà trái nó đạt hiệu quả hơn để mình nhân ra cho nhiều người trồng. Quả thật là cả một quá trình nghiên cứu tìm tòi, cũng như là sau khi anh chuyển ngà rẽ sang bồ kết thì anh đã gắn với nó và mong muốn với những giá trị tốt hơn với cây bồ kết của người Việt Nam. Và ngày hôm nay thì rất cảm ơn anh đã nhận lời mời tham dự chương trình Những Ngày CEO trên VITV. Và chúng tôi tin rằng với việc tạo ra sản phẩm với cái tâm trong sáng thì chắc chắn người tiêu dùng sẽ chạm đến trái tim của họ. Và kính chúc anh sẽ thật nhiều sức khỏe và kính chúc cho bồ kết An Nhiên sẽ ngày càng giữ được niềm tin của khách hàng cũng như là đến với nhiều khách hàng hơn nữa trong thời gian tới. Mình cũng xin cảm ơn Hoàng Phi và cảm ơn ekip đã mời mình tới đây để mình có cơ hội giải bài về những nỗi niềm của làm cái sản phẩm rồi bồ kết. Và mình cũng hy vọng là qua cái chương trình này thì sẽ có nhiều người đồng hành với mình hơn, nhiều người đồng hành để mà chung tay nghiên cứu về cái cây bồ kết để giữ lại cái cây bồ kết nó không bị mất đi. Mình cũng muốn nhiều người là chung tay với mình để mà nghiên cứu về cái sản phẩm bồ kết tốt hơn cho người tiêu dùng, có cơ hội nhiều người được dùng với những sản phẩm thiên nhiên. Mình xin cảm ơn quý vị khán giả xem đài. Xin được cảm ơn anh ạ. Và kính thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Diễn đàn CEO tuần này cũng đã hết. Chúng tôi cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Quý vị có thể xem lại hoặc xem trực tuyến chương trình trên website vitv.vn và đừng quên cập nhật những thông tin qua fanpage của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Còn bây giờ, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.